Phía trước phòng thờ, chủ nhà mở một cửa sổ để lấy ánh sáng tự nhiên. Phía trước nhà trên tầng thượng là không gian của sân phơi, có diện tích khoảng 25 m². Ngôi nhà nằm trong khu dân cư đông đúc, dân trí cao, an ninh tốt, giao thông thuận tiện. Nhà có vị trí gần trường học cấp, gần bệnh viện, gần chợ, trung tâm thành phố.